handed out one. Come over dear that soon bowl kite, my half five, if it can pay me and that for what? I didn't you name it to try to get from. Oh yeah, you come in him game and only like a year we used some fish forward to rain. We are to hang out just a bad day beyond the day come to. I'm like online kind thoughts. I can hear the big time in the world to we call on the kitchen and this is a van. But for them, dog, I'm going to for really before my PN. I saw the team five baby now and I go to my plot tonight. And I learned before I got baked with my because of the hung heaves. In my GDA that I took Marina, in the fun new going to the customer, they took that corner. We might be up time for the cat dog teaching me one thing, but it was. Tôi xin chia sẻ một cái phần Phật Pháp mà nó liên quan đến mọi kinh nghiệm của chúng ta về chùa ngày hôm nay. Thật ra tôi có thể kể, nhưng mà thôi, tôi xin phép tôi đọc vô, mặc dù là cái bản này là bản của dịch. Giảng vô. Nhưng mà nó rất là quý nghĩa, tôi nghĩ, đối với tôi, nhưng mà tôi không thấy rõ là đối với bảo có cảm nhận gì được câu khi bà nghe cái bản kim này của Thích Thái Cô. Quý vị có muốn nghe không? Đó liên quan gì đến cái sự mà hình diện của chúng ta một sống cái chất điện này nhỏ thôi. Nhưng mà trai niên thì vẫn không đủ gì đi cái chất điện lớn. Khẳng định là như thế. Cái bản này thì thực ra trong kinh nó rất là ngắn. Nhưng mà thôi cứ dịch những dịch nó ra thêm chút cho nó. Nó có cái kịch nữa, nó phải drama một chút. Thì cái câu chuyện nói như thế này. Chuyện kể rằng một thời Đức Thế Tôn và đệ tử thứ hai đi ngang qua được cái môi này trong cái con đường âm phát của môn hai. Thì lúc bây giờ là viết quyết định cùng với này chưa ta nghỉ chân ở cái hội thành này vài côn. Cái rồi tin tức lan nhanh lắm người ta đồ với nhau làm Đức Phật cùng đệ tử ngài đến trong ngôi đài của anh dân là hồ đến để được tập Phật và hỏi ngài vì cái khổ đau mà họ đang có và tình xin mà giải quyết dùm cái khổ đau này của họ và Đức Thế Tôn đã giải đáp mọi thắc mắc của mọi người. Thế rồi có một người đi hỏi ngài và Thế Tôn, nhưng là chúng con ai cũng sinh năng làm việc để kiếm sống và chúng con tạ ơn thần linh trên đã cho con những gì chúng con có được thì cậu hay. Tuy nhiên có một người trong làng không muốn làm gì hết, dân luôn ổ mẹ than trời sắp đất cho sự nghèo hèn của mình. Thậm chí, người này còn chửi đất thần linh. Mà nếu chúng con can ngăn ông, ông ấy còn chửi luôn tụi con. Chúng con không biết phải làm sao đây. Thế cái cô mỉm cười hỏi là, quý vị hãy đưa ông ta đến đây. Nhưng lại có người trong bàn lên tiếng. Cứ thấy tôi, cái tính tình ông này thô tục lắm. Ông cũng sẽ chửi đài đó, chúng con không muốn anh ta xuất phạm tới thai. Thế nên, chúng con thấy không tiền để đưa ta đến đây. Đức Phật mỉm cười nói, không được có lo, quý vị đừng có lo, hãy đưa ta đến đây đi. Và nói cho ta biết rằng là, Đức Phật Thế Tôn có thể giải quyết cái khổ đau vấn đề của ông này. Sau khi nghe Đức Phật nói như thế thì chúng ta làm với đưa ông ta đến. Nhưng lúc đầu á, ông ta không có chịu đi gặp Phật. Mà còn nói như thế này. Mấy cái người tu hành rõ đều trào thức giả. Toàn là ba cái thứ giả mạo. Còn đi đâu gặp ai đó. Vì đến khi có người trong làng lên tiếng nói rằng Đức Phật
có thể giúp giải quyết cái vấn đề của ông lúc bây giờ với chị đi. Nhưng đến chỗ của Phật á, thì người này mới nhìn chằm chằm lấy cái Phật mà nói là: ông Cùi à, ông nói đi, ông nói đi, kêu tôi đến đây có chuyện gì không? Ông muốn nói gì với tôi? Có phải ông cũng muốn quy tôi đừng xúc phạm đến các vị thần linh? Tôi chừng bắn các vị thần linh đó thì đã sao? Vì họ đã cho tôi cái gì chứ? Họ cho tôi cái tánh vô dụng này, nhưng mà tiền đó thì cũng cần đó, thì cho cái tâm này thì lại họ đã có cho. Không có tiền đó, thì tôi làm gì với cái thân vô dụng này chứ? Nếu ông giải quyết cho tôi được tiền thì tốt, còn không đó, ông hãy gom một học trò có ngoài gom đồ đi ra phải coi làm nên đường. Các con chỉ toàn là một cái giả mạo. Thay vì tức giận, Đức Phật mỉm cười khi em ta thốt ra những lời khó nghe như thế. Đức Phật nói với em ta: này bạn, tao nói nó phải tin, hay quý tao từng tin các vị thần linh, thì nguyên nhân của mọi hạnh phúc hay khổ đau là do nghiệp của mỗi người. Vì vậy, thay vì chửi mắng ai khác, nếu bạn siêng năng làm việc, thì tiền bạc của bạn có thể sẽ được giải quyết thôi. Hẹn Đức Phật mãi xong, ông ta nối dần thêm, nói: tôi không muốn nghe ông giả nữa, ông cũng chỉ là kẻ tạo biết giả. Tôi đến đây hy vọng được tiền. Nếu ông không giúp tôi có tiền, thì làm ơn cút ra khỏi cái làng. Nhưng Đức Phật biết nói đạo lý ông này, tôi không hiểu. Đức Phật nói với ông ta: này bà, ta không có tiền, mà ta cũng không có tiền. Vì ta quen vì ông vua, có thể giúp bạn có tiền. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải cho lại cái vua một cái gì đó mới được. Có qua con hại mà con. Ông này nói: cái gì chứ, tôi phải cho ông vua một cái gì hả? Tôi chẳng có thứ gì để cho ông vua ấy đó. Lúc bây giờ, cái thật mới trả lời: đức vua có người con trai bị mù bẩm sinh. Các vị giám y tư vấn cho đức vua rằng, nếu họ có đôi mắt của một người sống, họ có thể chữa lành cho hoàng tử sáng mắt trở lại. Nếu ông có thể cho con trai của đức vua đôi mắt của ông, thì vua sẽ cho nhiều tiền, nhiều vàng quá. Tương đương với là ông làm bao nhiêu thì sẽ cho vàng để yên. Lúc bây giờ có thể sống giàu có suốt đời đúng không? Ở đó. Nghe Đức Phật nói, sau phần này nổi giận nói: ông nói cái gì chứ? Tôi phải cho đi đôi mắt à? Tại sao tôi phải đem đôi mắt đem cho người khác? Tôi không bao giờ đem đôi mắt của tôi cho người khác đâu. Tôi dù người đó cho tôi bao nhiêu tiền đi nữa. Đức Phật nói: nhưng lại ông sẽ được rất nhiều tiền. Chắc lẽ ông nói cần tiền sao? Ông này cho người: đương nhiên là tôi cần tiền, nhưng không cần nữa rồi, phải bán đi đôi mắt để có tiền. Nếu tôi không còn mắt thì dù có tiền để làm gì chứ? Đức Phật nói: thôi được, nếu không cho đôi mắt thì cho một con phục vật. Ta vẫn có thể xin vua cho đủ tiền vàng tương đương với sức mạnh của ông. Ông này trả lời: hãy chứng điêu mà một con mắt ta của anh cho để được tiền để được vàng. Mắt thì tôi là vô giá, sao tôi có thể bác đôi mắt vô giá được chứ? Đức Phật mới hỏi là: hay là ông muốn thêm tiền thì nói kìa, cho tao biết tao vẫn có thể xin cái vua được. Ông này mới nói: được rồi, đủ rồi, mắt của tôi vô giá, không bạc đâu bắt đầu. Làm ơn, tôi không nghe nữa, tôi không cần tiền đâu. Đức Phật nghe ông ta nói xong, nghe nhẹ nhàng, giảm lời: này bạn, chỉ vài phút trước, ông nói cái thân này của anh thật là vô dụng. Nhưng bây giờ, ông nói rằng đôi mắt của ông là vô giá, đôi mắt của ông chỉ là một phần nhỏ của cái thân này. Nếu đôi mắt của ông là vô giá thì sao có thể nói cái phần này của ông là vô dụng? Lắng nghe lời Đức Phật nói, tự nhiên người đàn ông này lại dài thắc mắc phục vụ tí chân Đức Phật và nghe nhau khóc. Và Đức Phật minh đỡ khai dậy và nói là: này bạn, đời đã cho ta cái thân quý giá này. Nhưng đa số con người đã xem thường đó và cười phát chấp nhận.
Chỉ vài phút trước, ông đã hiểu thép thân của ông là vô dụng, nhưng nay ông nghĩ nó là vô giá. Sự thật, những gì có người có sẵn họ không nhận ra được giá trị của nó. Vì vậy, chúng ta phải biết cảm ơn đời và cho ta cái tâm người. Quý đạo này là cái tâm bối cảnh cho tất cả các loại vui tư. Cái bài pháp thì nó ngắn lắm, nhưng mà phải xin phép coi như là thầy diễn dịch nó lại cho nó xuất bản hay chút.